Hello, xin chào các bạn, mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Sang đang ở đây là ở ngoài chỗ trung tâm Bruxelles đây ạ. Hôm nay Sang có mặt ở ngoài này là Sang đi dạo, hôm nay mình cũng vẫn còn chưa có được khỏe như hồi phục được khỏe như ngày trước, tại vì cũng bị sụt mấy ký lô đó, cho nên là thôi bữa nay mình sẽ đi dạo ha. Mời các bạn đi dạo phố cùng với Sang ha. Cái phố này rất là quen thuộc với các bạn rồi ha. Đây ạ. Buổi sáng hôm nay là 11 giờ sáng. 11 giờ sáng Sang đang đi ra đây. Tính đi mua những cái một số đồ dùng cá nhân để Sang chuẩn bị tuần sau Sang đi làm lại á. Ô, các bạn nhìn thấy xa xa đằng kia không? Sang thấy có một cô bé. À, cô bé này. À, cô bé mắt đôi mắt đẹp nè. À, bonjour. Maman, bác tí u. Hả? Oh, je sais. Cô bé nè, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cô bé không ạ? Thật là tội nghiệp cho những cô bé Hả? mà phải theo cha mẹ đi mưu sinh như thế này. Cô bé này thì không còn xa lạ gì với chúng ta rồi đúng không ạ? Các bạn ít nhất cũng đã gặp cô bé và đã xem cô bé được 2 lần rồi nếu mà các bạn có xem những video trước của Sang về cô bé đôi mắt đẹp này ạ. Chắc có lẽ cô bé đã nhìn thấy Sang từ xa và nhận ra Sang cho nên là chạy ra đón. Lần này thì cô bé ngồi với ba của cô bé, mẹ của cô bé không có ở đây. Sang thấy là những người vô gia cư này họ xin được bất cứ thứ gì thì họ xin, ngay cả kể đồ ăn và tất cả những cái gì nếu mà được. Lần này tại vì Sang rất là thương cô bé này, Sang muốn dành một những cái tình cảm đặc biệt cho cô bé. Tại vì cô bé nhìn thấy Sang cũng chạy ra đón từ xa. Cho nên Sang mới ghé vô, Sang nói là tôi không thể nào mua được những cái gì Cô cho bé này có giống như biết anh nhận ra muốn, Sang không? nhưng mà tôi có thể tặng cho hai cho con anh một món gì đó, nếu mà anh muốn ăn bất cứ một cái gì tôi có thể mua cho anh, cái tiệm đối diện cũng đều được hết. Các bạn biết điều gì sẽ xảy ra không? Đó là họ không có từ chối nếu mà mình mời họ ăn. Và anh ấy nói cho tôi một phần coca nha cô, và khoai tây chiên, gà nữa nếu mà cô được. Các bạn còn nhớ cái cô bé này không ạ? Cô bé này là trước là đi với một người mẹ ở đây nè. Anh chồng thì anh nói Sang là mua cái gì đó, mua quần, mua 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 khăn gì đó, nhưng mà Sang nói là không, tôi có thể mua đồ ăn thôi. Bonjour monsieur. Ông chủ Có tiệm cái đôi nhìn thấy mắt đó. Sang từ xa đã Ok. nở một nụ cười rực rỡ rồi các bạn ạ. Anh ấy đã nhận ra Sang. Đã rất là nhiều lần Sang nhận những cô bé vô gia cư đi tới đây mua gà của anh ấy, cho nên anh ấy nhận ra Sang. Nhìn thấy Sang từ xa đã cười rồi đó. Còn cô bé này thì nhìn thấy Sang rất là tự nhiên, cô bé rất là tự nhiên, và cô bé sẽ Sang để cho cô bé sẽ chọn món ăn nếu mà cô bé muốn. Hiện tại bây giờ thì Sang đang nói chuyện với ông chủ như thế nào, và chút nữa để xem coi ý kiến của cô bé nhé. Đó, các bạn nhìn xem cô bé rất là đáng yêu, đeo cái khẩu trang vô làm giống như người lớn vậy đó. Rồi coi món đồ, không biết là cô bé có hiểu gì không, nhưng mà Sang để cho cô bé chọn nè. Cô bé chọn cái nào Sang lấy cho cái đó cho cô bé nha các bạn. Ưu tiên trẻ em trên hết ạ. Cô bé này cho bơ sa win bếp chicken vị avec le bộ của monsieur sa sa bác vị merci ạ. Chỉ cần chỉ món thôi, và sau đó là ông chủ sẽ hỏi Sang trả bằng tiền mặt hay trả bằng thẻ, thì Sang xin trả lời tiền bằng thẻ. Cái tiệm này Sang vô đây rất là nhiều lần rồi, con trai của Sang ăn ở tiệm này cũng rất ngon, và cô bé chiên gà này ăn cũng rất là ngon nè. Cái khẩu trang này Sang Thì nghĩ cô là bé cô đeo bé khẩu lấy trang của hả? ba, cho nên là nó lớn Chukela so với cô bé. Cứ máng lên nó rớt xuống, máng lên Chukela nó rớt xuống. xanh. Cô bé nhìn rất là đáng yêu đúng không các bạn? Đôi mắt rất là đẹp Merci. luôn á. Dạ thưa trưởng lão khất cái Phước Hữu Trần, ban chủ cái bang Sang Thị Nở xin sử dụng cái số tiền của anh 15 đồng 90 cho cái 2 phần gà chiên cho hai cho con này. Trong cái phần gà chiên này trong đó có cả khoai Ok, tây no. chiên, có cả sốt và
có cả nước nữa, có cả 90. Gà chiên nữa. Như vậy thì chắc chắn hai cha con họ sẽ được một bữa no nê ngày hôm nay. Những cái phần phước Sang xin chia sẻ lại cho anh Phước Hữu Trần nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin bình an đến cho anh. Merci monsieur. Cái tiệm này thì các bạn cũng đã xem rồi ha. Ở ngay chỗ mà đường đi ra chỗ ngay mà buộc này các bạn này. Đó. Cô bé nói là cô bé đi ra chỗ ba đưa cái khẩu trang cho ba hả? À, dễ thương quá hả? Sao? No, qua. Sao? Dạ. Sao? Đấy, các bạn xem coi cô bé thấy máy quay phim cô bé làm trò này trò kia thấy không? Các bạn thấy không? Ừ? Xanh nha. Chưa xanh con. Xanh con. Trời đất ơi cô bé này. Nè. Làm trò ha. Nhỏ xí mà biết làm trò rồi. Dễ thương quá hả? Đấy. Đấy. Cô bé không có ngại ngùng gì hết á. À, anh cái anh ba của cô bé nói là cho anh ta xin tiền hoặc là cho anh ta đi mua đồ, nhưng mà Sang nói là Sang không có tiền và Sang có thể mua đồ thức ăn thôi. Cái hành động của cô bé làm cho Sang rất là nhiều cảm xúc. Nó giống như là con trai của Sang, nó cũng hay thích nghịch cái tóc của Sang vậy đó, làm cho mình có cảm xúc lâng lâng. Nếu mà cô bé mà là con của Sang thì hạnh phúc biết bao nhiêu ha. Ça c'est Mick. Mick. Parlez. Non, 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 c'est bon, pas touché. Non, non, pas touché. Cô bé này đang nghịch đây. Thấy tóc của Sang ấy, chắc là thích lắm hay sao mà đang nghịch này các bạn. Cô bé này đứng trước cái máy quay phim rất là dạn dĩ. Sang có hỏi cô bé là có đi học hay không, nhưng mà Sang nghĩ cô bé không có biết nhiều tiếng Pháp cho nên không có hiểu gì Sang nói đó. Và các bạn có biết cô bé Lafiza không? Cô bé đó rất là ngại Sang khi quay đứng đây trước cho máy các quay bạn phim xem cô bé đang làm trò á. Cái chỗ này á của cô bé bị phỏng á. Cô bé bị phỏng nè, bị phỏng mà cái chỗ này chắc nó ngứa hay sao á. Nó ngứa. Đồ lô xô. Con nít nó rất là thật thà, nó nói với Sang là nó bị phỏng nước nóng đó. À to sung á, à to sung á. À to sung, à to sung. Coca, coca cho papa, coca cho papa. Papa không coca. Coca, oui. Une fois Fanta, une fois Coca. Oui. Oui. C'est tout. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, 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 non. Non, non, non. Cô bé đang là nghịch đấy, đang là vẽ này. Non, 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 c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, pas touché. Pas touché. Con nít mà rất là nghịch, thích nghịch. Dễ thương quá nè. Con. Cô ấy thì con bé đang được học lép Sang á, Sang học lép lại. Papa. Mama. À. Mama va venir à Mama. 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 Làm trò nữa ha, làm trò nữa. Vậy, ok, chúc con à.
còn rồi. Quy quy sốt oxy sốt để ra. Chà. Merci monsieur, merci. Oui, merci. Je suis Vietnam. Yeah. Cái phần thức ăn này là 15 đồng 90, Sa xin sử dụng số tiền của anh Phước Vũ Trần để mua cái phần thức ăn này cho hai cha con họ được không ạ? Cô bé nói là 2 phút người mẹ giờ tới. Lo coca oxy, lo fit oxy. Merci. Bộ của bé bé là mong xế ưu nổ, bé bé. Mong xế. À. Sang thì Sang thấy mấy đứa bé này, Sang thấy tội nghiệp cho nên là Sang không có giận mấy người bé này. Và Sang để cho cô bé ăn là các bạn ha. Hy vọng những cái gì mà Sang làm thì mình có, ngày trước Sang cũng có tâm nguyện là mình giúp lầm còn không bỏ sót. Cho nên là mấy em bé này Sang thấy tội nghiệp thì mình làm được gì cho họ, cho cô bé thì mình làm thôi ha. Bon appétit à. Merci. Avec moi, on n'a pas l'argent, je vais dire par cash. Elle mange les légumes aussi? Oh, c'est bien, hein? Mình hỏi cô bé là có cô bé ăn được cả rau vậy đó hả? Những người vô gia cư này mỗi người lựa chọn cho họ một cách sống. Có người thì ngủ ở trong những cái lều, có người thì nằm trên những miếng cạc tông thôi, hoặc là có người chỉ có những cái tấm nệm mút mỏng để họ nằm bên vỉa hè đường vậy đó, hoặc là có người không có nệm, không có gì luôn, nằm thẳng dưới đất luôn đó các bạn. Và hành trang đối với họ là những cái túi hoặc là những cái vali kéo như thế này. Tất cả những cái đồ dùng của họ cho hết vào đó để cho tiện lợi để họ đi lại đó các bạn. Nếu mà gặp cảnh sát hoặc là những người mà giữ an ninh á, họ không cho họ ngồi ở đây thì họ rất là dễ di chuyển. Họ chỉ kéo những cái vali hoặc là những cái miếng chăn của họ đi như vậy, rất là tiện lợi luôn. Có người may mắn thì kiếm được 20 euro hoặc 30 euro mỗi ngày. Nhưng mà còn tùy theo, họ có con nhỏ theo thì những người đi đường họ hảo tâm hơn thì cho họ. Hoặc là những người không kém may mắn hơn, nhiều khi họ chỉ kiếm được đủ lon bia, như vậy là họ cũng cảm thấy vui rồi. Cái khó khăn nhất của những người vô gia cư sống lang thang như thế này, cái khó khăn nhất đó các bạn biết là gì không? Khi mà trời mưa, trời tuyết, trời mưa, những cái tấm nệm, cái miếng cạc tông hoặc là những cái miếng chăn của họ sẽ bị ướt hết, hoặc là quần áo của họ đều bị ướt hết. Những như vậy thì những lần như vậy thì họ rất là khó khăn, họ rất phải tìm chỗ để họ phơi đồ, họ ngồi hóng chỗ nắng để cho quần áo nó khô. Thì vậy thì họ mới tiếp tục ngồi xin được tiếp, nếu không thì họ sẽ dễ bị lạnh. Và cái mà như vậy thì họ rất là dễ bị bệnh về da đó các bạn. Còn mùa đông thì họ khổ cực hơn rất là nhiều. Mùa đông có nhiều người họ chết ở ngoài đường vì lạnh quá đó các bạn. Thôi bây giờ Sang chào gia đình họ và Sang tiếp tục đi cái shopping của Sang đây ạ. Sang quay cái máy quay phim lại cho các bạn nhìn hai cha con họ. Cũng như là các bạn cũng đã nhìn thấy rồi, họ Sang đã mua thức ăn cho gia đình họ. Sang hy vọng là cô bé phải nói là nếu mà cô bé mà được là con của mình thì hạnh phúc biết bao nhiêu ha. Cái Sang có phải là Sang tham lam quá không ạ? Thôi Sang chỉ giúp được như thế cho gia đình họ thôi ạ. Sang cảm ơn anh Phước Hữu Trần đã hỗ trợ cho Sang cái phần giúp lần này. Sang cảm ơn anh rất là nhiều ha. Sang hy vọng những cái phần phước mà Sang nhận được, Sang xin chia sẻ lại cho các bạn thường quân, cho các bạn đang xem video Sang Thị Nở.
Hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.